Dạ em ơi, chào Tân Cương, xin mến chào tất cả các quý cô chú bác anh chị đang theo dõi trên phòng lan rừng ạ. Hôm nay thì Thanh Mai sẽ quay cho các bác biết để mình phân biệt được đâu là trà sạch và đâu là cái trà mà đã có phụ gia, có chất tạo màu, chất tạo mùi, chất tạo ngọt các bác nhé. Đây là cái hai cái chén trà mà tối hôm qua em ngồi uống với các bác đây. Đấy, như hôm qua Thanh Mai pha hai loại và nó cũng là nước bao nhiêu rồi em không nhớ nữa. Đấy thì nước trà để qua đêm có nhá, nước trà để qua đêm. Đây là cái mẫu trà giá 500 và đây là cái mẫu trà giá 250. Đây vẫn là cái trà hôm qua, thì bây giờ thì em sẽ pha cái mới đó nhá. Đấy, bây giờ thì em trà luôn ở đây ạ. Đấy, em không rửa ấm các bác nhá. Đấy. Trà chuẩn, trà Tân Cương các bác nhá. Nhà em không có trà vùng ngoài các bác nhá. Đấy, tất cả là trà của Tân Cương. Đấy, trà sạch. Trà nguyên chất chuẩn đất trà Tân Cương các bác mình nhá. Bây giờ thì em sẽ pha ra cái chén. Mai sẽ pha ra cái chén nhá. Em đấy, trà bây giờ và trà tối hôm qua nó khác nhau như thế nào. Đó. Thì cái nước trà để qua đêm ý, thì nó không đổi màu đó nhá. Thì nó là trà sạch, trà nguyên chất. Nó đổi nhưng mà nó đổi theo cái tùy từng mức độ. Bao giờ trà thiêu trà mới đổi màu đó nhá. Mùa này thì thời tiết ở ngoài Bắc nó rất là lạnh, chưa thể thiêu được. Đấy, bao giờ trà thiêu trà mới đổi màu. Và thiêu thì nó tùy trong hoàn cảnh các bác nhé. Ví dụ như trong phòng phòng thì phòng kín sạch sẽ thì nó sẽ thiêu, nó sẽ chuyển màu mức độ nhẹ. Còn nếu mà nó thiêu ở mà các bác mà để ở gần ngoài đường ấy, khói bụi rồi thì ô nhiễm ấy, thì nó sẽ chuyển màu nặng hơn đấy. Hoặc là cũng có cái nó sẽ chuyển rất là ít thôi, nó bởi vì cái trà của nó, cái chất trà của nó đã sạch rồi các bác nhé. Đấy, và khi trà rót ra thì chén nào nó cũng nắng ở dưới như thế này. Đấy, trong bát như thế. Cái này nhớ hôm qua pha nước mấy rồi các bác ạ. Đấy. Các bác nhá, nó không đổi màu đâu. Còn cái mùa hè ấy, bởi sao các bác thấy trà của Thanh Mai là nó nhanh bị đổi màu phải không? Nó thiêu đấy, cái mùa hè ở ngoài Bắc nó cực là nóng luôn. Rất là nhanh thiêu. Đấy, đồ ăn mà nấu sáng là trưa nó đã thiêu rồi các bác ạ. Thời tiết nó quá nóng luôn. Thời tiết mùa này thì nó rất là mát mẻ, rét. Đấy, thu đông các bác nhá. Cho nên là trà nó sẽ lâu chuyển màu hơn. Đây ạ. Em thử cho các bác xem mà nước trà mới pha đây nhá. Đấy. Trà nhà em là chuẩn đất trà Tân Cương, không có trà vùng ngoài không nhá. Chưa được ngâm lắm. Đây là trà 500 các bác nhá, 500 1 kg. Thơm, thơm cốt, thơm nõi các bác nhá. Đấy, thơm cốt, thơm nõi của trà các bác này. Đấy. Khi rót ra là nó sẽ trong như thế thôi nhá. Trà mình ngâm tí nữa thì nó sẽ sánh hơn. Đấy, ngâm tí nữa thì nó mùi thơm quá các bác. Ngâm tí nữa thì nó sẽ sánh hơn. Với lại trà nó đắt hơn thì nó cái độ sánh, độ béo, độ ngậy nó sẽ ngon hơn các bác nhá. Chén này hôm qua ở Thanh Mai là pha cũng đặc đấy. Đấy các bác nhá. Đấy thì trà mà nó đổi, bao giờ nó thiêu thì nó mới chuyển màu các bác nhá. Chứ không phải là nó đỏ đen vào là rất là nguy hiểm. Còn trà mà nó chưa thiêu thì chưa thể chuyển màu được cô chú anh chị mình nhá. Đấy. Đấy là cái mẫu trà như cái này của nhà Thanh Mai đây các bác nha. Trà tôm nõn nhà em thì sẽ có giá từ trà mốc câu cho đến trà tôm nõn và trà đinh các bác nhé. Trà đinh thì từ trên 1 triệu cho đến trên 2 triệu đồng 1 kg, nó là đinh nhất. Có mốc câu thì nó rơi vào từ 250 cho đến 450, tôm nõn thì nó rơi vào từ 500 cho đến 1 triệu các bác nhé. Cô chú bác anh chị cần trà ngon, chuẩn đất trà Tân Cương, trà nguyên chất, trà làm thủ công, liên hệ trực tiếp cho Thanh Mai theo số điện thoại là 0372094157 trên trà Tân Cương Thanh Mai các bác nhé. Sắp Tết rồi các bác ạ. Trà đang vụ thu đông rất là thơm, rất là ngọt các bác nhé. Và hậu trà ngọt mãi luôn. Các bác tranh thủ qua đặt đi ạ.